Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối thứ 6, ngày 31 tháng 12. Ngày cuối cùng của năm 2021, thời tiết thật đẹp. Trời nắng ráo cả ngày, nhiều người đã lo sơn sửa, dọn dẹp nhà cửa và hong phơi đồ đạc. Mức nhiệt dao động từ 24 đến 29 độ C. Còn thời tiết đêm giao thừa của năm 2021 và năm 2022 như thế nào? Quý vị lưu ý, đêm nay khoảnh khắc chia tay năm cũ và đón chào năm mới. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi se lạnh và có mưa phùn. Không khí thật háo hức, nhưng dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Quý vị nhớ thực hiện 5K để đảm bảo an toàn trong các hoạt động tập trung đông người, đón chào năm mới. Thời tiết tạnh ráo và có nắng sẽ kéo dài trong 3 ngày tới. Quý vị có thể tranh thủ thực hiện các kế hoạch của mình. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, trời có nắng, thời tiết tốt. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng. Thị xã Đức Phổ, có mây, ngày nắng nhẹ, đêm không mưa. Thị trấn Ba Tơ, ngày có mây, sáng sớm, có sương mù nhẹ. Huyện Lý Sơn, ngày nắng, nhiều mây. Thời tiết nông vụ. Đợt mưa lớn những ngày qua đã làm cho nhiều cánh đồng lúa mới xạ bị hư hại. Sau khi nước rút, nông dân tranh thủ ra đồng, chăm sóc để lúa sớm phục hồi. Lúa mới xạ nên rất yếu, nhiều hộ mua thêm phân để bón cho cây lúa. Năm nay thời tiết bất lợi hơn, từ khi xuống giống đến giờ thì chỉ mới nửa tháng mà hai đợt mưa làm cho hàng ngàn hecta lúa toàn tỉnh bị ngập úng. Bà con lo phun dưỡng chất, liền những thửa ruộng, tỉa dặm trở lại để lúa lên xanh. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Cường độ gió vẫn duy trì ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Tình trạng gió mạnh, sóng cao, biển động mạnh vẫn tiếp diễn cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2022. Sau đó mới giảm dần về cường độ. Khu vực Nam Biển Đông, cường độ gió duy trì mức cấp 6. Mưa rào và dông vẫn tiếp diễn, khiến tầm nhìn xa giảm thấp, kèm theo nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cao, nên tàu thuyền. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, phía Bắc khu vực Duyên Hải miền Trung có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam khu vực có mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, sương mù nhẹ, trời rét cả ngày với mức nhiệt duy trì từ 12 đến 22 độ C. Thừa Thiên Huế trời se lạnh, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Đà Nẵng có mây, mưa vài nơi, lạnh về đêm, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, có nắng, hơi nóng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. BIDV đang tiến hành chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa công nghệ từ sang công nghệ chip contactless đến tháng 12 năm 2022. Thẻ từ của quý khách hàng vẫn sử dụng giao dịch bình thường cho đến khi có thông báo mới của BIDV. Quý khách hàng có thể chủ động chuyển đổi trực tiếp trên các ứng dụng của BIDV, Smart Banking hoặc chuyển đổi trực tiếp tại các quầy giao dịch của BIDV Quảng Ngãi hoàn toàn miễn phí. Đối với quý khách hàng nhận lương qua BIDV Quảng Ngãi, ngân hàng sẽ chủ động phối hợp với đơn vị thanh toán lương để chuyển đổi và hoàn trả thẻ tại đơn vị. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0255 3174 868, máy lẻ 706 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.